Hoa hậu Mai Phương lên tiếng xin lỗi sau những ồn ào. Gần đây Hoa hậu Mai Phương nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh việc cô sử dụng bài hát Chinese New Year làm nhạc nền cho story đón Tết hay việc Mai Phương thường xuyên nhảy bắt trend cùng các TikToker. Trước vô số những chỉ trích, Hoa hậu Mai Phương đã viết tâm thư dài trên story để gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô cho biết bản thân luôn cố gắng tiếp thu những ý kiến đánh giá để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Là một hoa hậu, Mai Phương luôn đặt trách nhiệm sứ mệnh và công việc lên hàng đầu vì để có được ngày hôm nay không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, cô hiểu không phải cứ mắc lỗi là lấy cớ ai cũng có sai lầm để xoa dịu. Nàng hậu cho rằng cô biết bản thân mình không hoàn hảo, vẫn vô tư và đôi khi cũng ngốc nghếch không tưởng, nhưng trên hết cô mong mọi người tin rằng mình là người có suy nghĩ và nhận thức đủ để rút ra bài học và thấu hiểu những gì tốt nhất netizen muốn dành cho mình. Cuối cùng, Mai Phương gửi lời xin lỗi đến mọi người sau loạt bùng dùm. Cô biết bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm của Miss World Việt Nam, Mai Phương chân thành xin lỗi vì để mọi người bất an. Trân trọng cảm ơn tất cả vì luôn quan tâm, giúp Phương tốt hơn mỗi ngày.